Hello xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh chia sẻ kiến thức của trung tâm đồ họa APA Academy. Trong video ngày hôm nay mình xin được uh, chia sẻ cho các bạn cách chúng ta sẽ tạo ra được một cái bộ map material texture bằng phần mềm Photoshop. Thì như các bạn đã biết chúng ta muốn làm sàn gỗ thì chúng ta sẽ phải sử dụng thông qua cái kênh trung gian đó là kênh material texture để chúng ta có thể nối được nhiều map vào ở kênh diffuse đúng không ạ? Thì uh, nhiều bạn có câu hỏi cho mình đó là Uh, nếu em bây giờ em có một cái ảnh thôi thì làm sao để có thể tạo ra được cái bộ map multi texture đó thì hôm nay trong video này mình sẽ uh, trả lời cho các bạn câu hỏi đó thì uh, đầu tiên muốn uh, tạo map chắc chắn chúng ta sẽ phải có một cái map thật là tốt ban đầu đúng không ạ thì uh, theo kinh nghiệm của mình thì các bạn sẽ vào cho mình trang an cường trang web của an cường thì uh, trang web nó sẽ có đầy đủ dự án đầy đủ những cái map sản phẩm của nó trong này và sản phẩm và và, và độ phân giải của nó rất là cao. Các bạn sẽ vào sản phẩm này. An cường.com nhé. Các bạn vào sản phẩm. Vào các tấm loại ván này. Ok. Sau đó các bạn muốn tìm map gỗ thì các bạn sẽ vào phần Good Game. Dạ, trong này có rất là nhiều. Map cho chúng ta lựa chọn Các bạn thích sàn gỗ màu gì thì các bạn sẽ lựa chọn cái map với màu tương đồng Sau này chúng ta có thể chỉnh được bằng Color Correction Đấy, Nhưng mà tốt nhất thì chúng ta vẫn cứ nên là Chọn cái map nào mà nó uh, đúng ý mình nhất Thì nó sẽ dễ hơn, đúng không ạ? Ví dụ như là trong bài này mình sẽ lựa chọn một cái map màu sáng sáng một chút nhé Và nó có nhiều vân một chút Đây Ok. Và các bạn sẽ có thể xem được cái độ chi tiết của map này. Các bạn bấm vào xem toàn màn hình này thì map này có độ phân giải rất là cao. Đấy thì map độ phân giải cao như này thì chúng ta mới chia nhỏ ra thành nhiều thanh sàn thì nó mới không bị giảm chất lượng đúng không ạ? Các bạn sẽ tải download full set vào. Ok. Sau đó các bạn sẽ mở cho mình phần mềm Photoshop lên. Cho mình phần, phần mình, Photoshop. Các bạn dùng phiên bản nào cũng được nhé. Ở đây thì mình đang dùng phiên bản uh, Photoshop uh, 2019 CC. Sau đó các bạn sẽ kéo cái ảnh mà các bạn vừa tải về vào trong Photoshop. Rồi ok, đây. Khẩu rất là lớn đúng không ạ? Sau đó các bạn sẽ sử dụng cho mình một cái action mà mình đã tạo sẵn. Cái action này nó giúp các bạn sẽ tự động chia nhỏ cái cái map sàn ra. Ok thì cái action này thì mình sẽ uh, để ở dưới phần mô tả video các bạn có thể tải về Action đấy mình đang lưu ở đây Đó mình có đặt tên là floor multi texture Action thì sẽ có đuôi là ATN nhé Các bạn sẽ uh, để để loát cái action đấy vào thì các bạn sẽ bấm cho mình vào window này Vào uh, action phím tắt là ALT F9 Sau đó các bạn sẽ bấm vào uh, cái phần ba uh, dấu gạch ngang này chọn cho mình là Lot Action Đó, các bạn sẽ tìm đến cái chỗ mà các bạn lưu cái Action đấy Mình đang lưu ở ổ E này Đây, OK Lot Sau khi các bạn Lot vào Thì nó sẽ xuất hiện ở đây OK chưa, các bạn bấm vào phần Into này Khi nào cái dấu Play nó hiện lên Các bạn sẽ bấm vào dấu Play rồi xong, ngay lập tức nó đã tạo cho chúng ta thành chia nhỏ thành 26 map rồi. Đúng không? 26 cái map nhỏ. Thì muốn nó, nó nó xuất luôn ra cho mình rồi nhá. Thì nó xuất ra chỗ nào? Các bạn uh, sẽ vào đây để tìm này. Các bạn sẽ vào ổ C. Uh, phần uh, picture đúng không nhỉ? ZPC này. Picture, không phải. Đây, ok, mọi người vào ổ C này, vào uh, phần image đây, nó đã lưu sẵn cho chúng ta thành 26 cái map và các bạn có thể mở lên xem. Đấy, nó chia nhỏ đúng kích thước của một cái thanh sàn. Đúng không? Và nó mỗi mỗi một thanh nó sẽ có một cái vân gỗ khác nhau. Nó mới tạo được cái độ random cho cái sàn của mình. Đúng không? Thì đây trên đây là cách mà mình vẫn hay làm để có tạo ra được một cái bộ map sàn multi texture với chất lượng có thể gọi là chấp nhận được, không phải là quá cao nhá. Đây các bạn có thể kiểm tra khổ ảnh. Ờ, à, khổ của nó là 1200. Đó mình nghĩ là thoải mái cho mọi người sử dụng rồi, đúng không? một nghìn hai nó đúng với kích thước của một cái thanh sàn luôn nó không quá to không quá nhỏ ok chưa ạ rồi thì video của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo chúc các bạn về nhà thực hành cái kiến thức hôm nay thành công bye bye